Cũng tiếp theo cái chương trình về nho xôi nhông lăng thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mô tả cái cảm giác thử nếm về chai xôi nhông lăng Maison Blanche đến từ vùng Bordeaux như thế nào. Chúng ta sẽ thử ở trong ly pha lê không chì ly Caris. Đây là một ly dành riêng cho nho sauvignon blanc với cái dung tích nó rơi vào khoảng 320 ml, có nghĩa là chúng sẽ hiểu là trong một cái ly pha lê thì cái cảm giác về thử nếm rượu vang nó sẽ được hoàn hảo hơn so với một cái ly là ly thủy tinh. Đầu tiên chúng ta quan sát về màu sắc thì đây là một cái chai rượu vang nó có niên vụ năm 2015, muốn hay không thì màu sắc của rượu vang trắng nó sẽ chuyển hóa từ cái màu nhạt sang cái màu đậm hơn. Vì lý do đó mà hiện nay ở trong cái cảm giác về mặt màu sắc hay là cái sự quan sát của chúng ta về mặt màu sắc, nó sẽ là cái màu mà chúng ta gọi là cái màu mà nó chuyển sang màu vàng rơm đậm, hoặc là coi như là có nhiều người cũng đã có thể nói là nó hơi có một cái màu gọi là coi như là mật ong ở mức độ rất là nhạt. Cũng do cái tố chất của nho Sauvignon Blanc là một dòng nho có axit chua rất là cao, thì muốn hay không thì khi mà chúng ta nghiêng cái ly đi và nhìn ấy, thì thấy là nó có một cái ánh coi như là hơi xanh biếc, và cái ánh xanh đấy nó muốn nói được là cái lượng axit chua ở trong chai rượu vang này hay trong ly rượu vang này rất là cao. Chúng ta quan sát và chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta lắc ly lên ấy, thì sẽ thấy những cái dòng chảy của coi như là rượu vàng, và cái đấy người ta có thể gọi là chân hoặc là nước mắt của rượu vàng. Thì cái chân hoặc nước mắt của rượu vàng trên thực tế nó sẽ là cái tổng hòa của cồn và glycerin. Khi mà cồn càng nhiều và glycerin càng nhiều thì cái độ bám dính của những cái coi như là dòng nước mắt của rượu vàng ở trên ly nó sẽ được lâu hơn. Và hiển nhiên là nó là một câu chuyện tỷ lệ thuận, nghĩa là chân hoặc nước mắt nhiều thì có nghĩa là cái tốc độ chảy của chân hoặc nước mắt nó sẽ chậm. Khi đưa lên mũi người chúng ta sẽ thấy gì? Cái cảm giác mà coi như là rõ rệt nhất chúng ta thấy là cái mùi chua của chanh của bưởi. Sau đó đây là một chai rượu có nuôi trong thùng gỗ sồi, bởi thế nó có đưa lại những mùi nhẹ nhàng của vani, hơi có một chút cái cảm giác là chúng ta có thể ngửi thấy là cái mùi của hạt tiêu. Nhưng mà cái mùi mà nổi trội nhất của nho Sauvignon Blanc thì hiển nhiên nó vẫn thể hiện qua cái mùi mà chúng ta gọi là coi như là mùi cỏ úa hay là mùi cỏ mới cắt. Khi mà chúng ta nếm thì sẽ thấy cảm giác như nào? Nhập với chai rượu vang mà cái sự cân bằng nó bắt đầu có một cái sự đi xuống, có nghĩa là nó có cái cảm giác về axit chua nó hơi chuyển sang cái dạng hơi he đắng một chút, và tố chất hoa quả đây nó đã chuyển hóa sang cái dạng mà chúng ta có thể cảm nhận như là có nhiều quả khô hoặc là quả bắt đầu có nhiều có việc là ngâm ở trong rượu mạnh, nó bắt đầu có sự mất cân bằng. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu là đây là một chai rượu vang, nó ở trên cái giai đoạn đầu của cái việc trượt dốc và hoàn toàn là chúng ta có thể sử dụng mà không có vấn đề gì cả. Trong trường hợp của gia đình ấy, thì cả hai vợ chồng là sử dụng rất nhiều chai rượu vang này vào buổi chiều tối, có thêm một chút siro của táo xanh, và cái cảm giác của siro táo xanh nó sẽ hòa quyện cùng với lại cái mùi thơm của nho Sauvignon Blanc hay là cái coi như là cái độ axit chua của chai rượu vang này, nó đưa lại một cảm giác giải khát nó rất là tuyệt vời. Thì cũng bên cạnh cái câu chuyện về cái ly rượu vang Sauvignon Blanc thì ở đây nó có hai cái đồ chơi mà chúng ta có thể là ứng dụng. Đầu tiên là cái nhiệt kế để đo rượu vang, thì chúng ta sẽ thả cái nhiệt kế này vào trong cái chai rượu vang, chúng ta sẽ để một lúc. Bình thường ra một chai rượu vang Sauvignon Blanc như chai rượu vang này thì nó sẽ cần cái việc phục vụ nhiệt độ khoảng giữa khoảng 8-9 độ C. Nếu như là nó có thể có nhiệt nhiều hơn một chút là khoảng 10 độ C thì cũng không có vấn đề gì cả. Và cái dụng cụ thứ hai nữa trong lúc chờ đợi Việt cũng muốn giới thiệu, đấy là cái gọi là bơm hút chân không. Bơm hút chân không. Tất cả các chai rượu vang một khi đã mở ra rồi, trong các chai rượu vang trắng thì cái khoảng thời gian mà để coi là tàng trữ sau khi mở nó sẽ rơi vào giữa khoảng 48 tiếng, tức là 2 ngày, cho đến khoảng coi như là nhiều hơn một chút là đến 60 tiếng đồng hồ, chứ không nhiều hơn. Thì vì lý do đó mà câu chuyện là khi chúng ta sử dụng xong cái chai rượu vang và chúng ta muốn cất đi vào trong tủ lạnh thì chúng ta sẽ sử dụng cái bơm hút chân không, chúng ta hút chân không ở trong rượu ra, và sau đấy thì chúng ta sẽ để cho rượu vang nó thể giữ được lâu hơn một chút, có nghĩa là có nhiều khoảng coi như là một cho đến khoảng 2 ngày chứ không nhiều hơn.
Thì bây giờ chúng ta sẽ coi xem là cái nhiệt kế nó chỉ bao nhiêu độ. Trong cái nhiệt kế này thì chúng ta thấy là chúng ta để vào một lúc rồi thì cái nhiệt kế nó thể hiện cái nhiệt độ của rượu vang trắng, tức là nó thể hiện ở trong cái khoảng từ coi như là 10 cho đến 12 độ. Có nghĩa là muốn hay không thì cái chai rượu này nó cũng được phục vụ nhiệt độ là nó hơi nhiều hơn một chút so với lại cái nhiệt độ phục vụ cần cần phải có, nhưng mà vẫn là ở trong cái mức độ gọi là coi như là tương đối là ổn. Cũng để nói về cái câu chuyện là chúng ta rút chân không ở trong cái chai như thế nào, thì chúng ta đút cái nút cao su vào, sau đấy thì chúng ta sẽ kéo cái cần của cái bơm hút chân không. Khi nào chúng ta cảm thấy là nó nặng tay như vậy là đã ổn, hoàn toàn là chai rượu này chúng ta có thể cất vào trong tủ lạnh và có thể sử dụng thêm được coi như là khoảng chừng coi như là 3 ngày không có vấn đề gì cả. Xin trân trọng cảm ơn.